Ngay trước trận gặp Nottingham Forest tại vòng 3 ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024, Man United đã nhận tin không vui về nhân sự. Tại vòng 3 ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024, Man United có cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà Old Trafford. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, qua đó trở lại đường đua vô địch. Dù vậy, Man United lại gặp tổn thất nhân sự ở cuộc đối đầu này. Trang chủ quỷ đỏ vừa xác nhận Mason Mount dính chấn thương và chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Nottingham Forest. Tiền vệ người Anh dự kiến sẽ nghỉ thi đấu tới hết loạt trận của các đội tuyển quốc gia diễn ra vào giữa tháng 9. Mason Mount là tân binh của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng nhanh chóng chiếm suất đá chính trong đội hình quỷ đỏ. Dù vậy, những đóng góp của cựu cầu thủ Chelsea cho đội bóng mới còn khá hạn chế. Sau hai lần ra sân tại ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024 với tổng cộng 153 phút thi đấu, tiền vệ 24 tuổi chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Vắng Mason Mount do chấn thương, trong tay huấn luyện viên Erik ten Hag hiện còn Casemiro, Eriksen và McTominay là những lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Eriksen hoặc McTominay dự kiến sẽ đá chính cùng Casemiro ở trận gặp Nottingham Forest. Trận đấu giữa Man United và Nottingham Forest tại vòng 3 ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 26 tháng 8, theo giờ Việt Nam.